Đấy, cũng hết rồi đấy chứ. Hôm qua anh em đánh được khoảng tầm 60 cân đấy mà. Bán lên quanh là hôm nay còn được lại khoảng tầm 10 mấy cân. Bây giờ có các bác đang ở trên bờ đang ngồi chờ trên kia rồi, anh em bắt để đem lên. Nói chung là cứ một ngày mà đánh bắt khoảng tầm nửa tạ mà bán được trong ngày là đẹp. Mỗi người một con là mấy con nhỉ? Bốn con. Anh em bốn con à anh? Ba con. Ba con ạ. Lấy ba con anh ạ. Vâng. Ba con. Để con to ấy. Tính cá chấm này nhỏ đã có bán nha. Mềm lại bán ngon. Con đấy to không anh? Con đó to hơn con đây không? Con này nhỏ hơn. Con nổi nước lên đây. Đây con đây. Được rồi. Cảm ơn cái dây ấy anh ạ. Lấy do thưởng cái nào cũng cả đang mới nhỏ rồi. Nhỏ đâu nên to nhỉ. Được không anh? Tầm đây là vừa ăn mà đúng. Đang còn cái loại to hơn nữa. Chưa được. Có cá mè hoa thì to hơn nhưng mà chưa đánh. Chưa hổ kèo không anh? Bây giờ bọn em đánh mà. Tí em lấy, chỉ em lấy con to ạ, con 5 phút cân ạ. Nó mẹ. Có đây. Anh cứ đợi anh, cứ em bắt. Mẹ với gà trôi. Chiêu có cả loại cả đám kết mà. Nói chung là bạn cháu chưa biết trước được. Không, vừa rồi là chú bảo là cá mà đánh chưa hết là năm nay khoảng 15 cân một con. Vâng. Nhưng mà các bạn là có còn hay không ấy? Con. Cháu là nghe nhiều người kể lắm rồi nhưng mà. Bởi vì là đi nhá, năm ngoái là họ đánh kích nhưng mà hắn nước hắn đang ngập mãi trên tê thôi mà. Vâng. Hôm nay mới cản đến mức đi. Ồ, nhiều cá quá. Quá nhiều. Hai cân rưỡi một con. Hai cân rưỡi. Anh đoán chuẩn nha. Ôi, để riêng đó. Hai cân rưỡi rồi. Con này thì 2 cân 2. Ai nào mua thì kiểm nhận, phải đặt lên để biết luôn. 2 cân 3. 2 cân gần 2 cân 4. Thấy 2 cân 3 đi. Rồi, con to để cháu. 23, 24, 25. 24, 25. Đó, con đó 23, con kia 24, con đây 25. 84.000. 84.000 là con to nhất hả? Tạm chút bác rồi, ăn này phá ngay. Ăn luôn cho. Đi ăn cả tuần luôn. Một con 80.000 ăn thoải mái đúng chứ? Mà cá mè đang cái bụng béo. Hai cân rưỡi, 87 nhau. Con đây. Hai phá, tổng lá nhân về 27. 35 á. Vì nấu măng chua. Cháu đứng lui ra. Cái đầu thì nấu măng chua. Ui, tưới cho cái tưới 85 này. Ngon thôi. Hôm qua sang bỏ được hán cọc tiền 7. Hán 5 triệu. Là bổn lắm. Trung mỉa. Là có lễ mà. Đúng là tốt đó. Nhận được tiền mà không lấy chứ. Cái tụi gì đó. Hai tập mà hắn trả lại đó. Mà tiền đăng lên mạng đó. À trời, anh Đạt câu được con vượt to đùng kìa. Dính con vượt to kìa. Vượt to. Đó là vượt là vượt đó đó. Cái vượt là cái vượt lứa đầu đó. Vượt to đấy. Tầm 5-6 cân. Ui, anh em mình câu từ hôm giờ không gặp anh Đạt lên câu được lát được con vượt kìa. À, hay lắm biết câu, hay quá. Nãy nói anh bây giờ anh lại được đà đó. Trong nhà cái con cá của chú đây nha. Lát sang xem. Ờ, bé đi đây. Chú về bé này. Cảm ơn các chú nhá. Nè, chế chỗ cả vước. Đấy, cá thì anh em bắt xong thì mè to nhỏ thì các bác cũng lên ủng hộ cũng nhiều nên là cũng yên tâm. Đánh bắt hàng ngày được. Không nhiều nhưng mà một ngày vài chục cân thì là vẫn bán ok. Sáng nay thì anh em thả thêm vài mè các bác nhưng mà di chuyển lên trên cái ngách phía trên này này. Cái ngách này là cái ngách sâu nhất. Các gáy giờ đang khó lắm. Nước đang sâu chưa có các gáy chưa. Bên đây, con thấp đây này. Vẫn đây thôi. Vâng, vâng, chú đợi cho tí. Cái video hôm qua lúc mà anh em đăng lên thì cũng rất nhiều các bác góp ý là anh em nên dùng cái lưới quét đáy thì cá nó sẽ khỏe hơn, nó không bị chóc vầy, chóc da, nó không chết. Nhưng mà hiện tại thì cũng có mấy cái yếu tố mà hiện tại là anh em sẽ chưa kéo được cái đấy.
Một là dưới hồ thì nó rất là nhiều gốc cây các bác. Đấy thì kéo thì chắc chắn là nó sẽ vướng. Với thứ hai là cái lòng hồ như các bác thấy là nó kiểu nó gập ghềnh, chỗ này chỗ kia, chỗ thì đến đầu gối thôi. Nước ấy, đến đầu gối thôi, nhưng con chỗ thì lại lút người. Nên là hiện tại là anh em cũng chưa thể kéo được. Với thứ ba nữa là đợt này thì ở quê em nó đang lạnh lắm. Giờ mà xuống cái là anh Năm là đúng bằng quả ớt luôn, nó không tìm được cái mà. Cho nên là chưa xuống được. Anh em cứ thả lưới túc tắc, bán đến đánh lên đâu thì các bác cũng ở trên bờ đợi rồi cũng lấy luôn. Ngày vài chục cân, cứ từ từ là. Từ từ bắt phao luôn. Vội lắm. Đợi cho nước nó rút thêm. Đẩy lại tí, đẩy lại tí. Tiến lên, tiến lên. Đẩy lại đấy, chưa thả xong mà các bác úi rồi đấy. Cá thì cũng dính rồi mà khách hàng thì thượng đế thì cũng đang ngồi trên kia rồi, ngon rồi. Các bác lại cũng lên ủng hộ rồi. Bây giờ quay lại là thu luôn tay kia. Quay đầu thôi mà, quay đầu là thu tay kia thôi. Quay đầu là thu luôn. Kể cả cái tay này là cũng dính đầy rồi này, nhưng mà thu đó, nơi này ngay trước mặt đấy đã dính đây rồi này. Ngon rồi. Thả đâu là dính đó thôi. Đấy, quay lại thu tay thả đầu tiên đi. Hết rồi. Tiến. Nhanh không mà. Lại bên đây ạ, đi thẳng ra bên đây. Quay đầu. Chưa phải lùa bé đâu. Lùa không được á. Cá mà lùa là rút hết. Ui, cái mè chim đâu à? Cái tư nặng thế, em anh nằm đứng thoải mái mà anh tư lại cái chim luôn. Có hơn 60 cân rồi. Không cần đâu. Đa số là mè trước kìa. 11 giờ trưa rồi đó. Ui. Lấy lên để cầm kéo cho chú cô bác. Về ăn cơm trưa luôn. Mọi người đi mua đồ về ăn trưa đấy chứ. Khoảng 11 giờ rồi. Mẹ nó cũng ngang nhau như thế. Ui, con này sắp ra. Con này quấn thoải mái rồi. Mẹ là chủ yếu thôi. Vâng, mẹ nó ở tầng trên anh. Ui, con này to này. Ui, hàng con to. Ui, con cái to lắm, con kia mè hoa. Ui, mè hoa. Ui, con mè hoa là phải tầm 7-8 cân. Mè hoa một chỗ ổn tráng hết. À, không được. Mè hoa. Bên kia là dính kìa. Bắt được con hoa chưa? Chưa. Trắng bóng to. Trắng to đấy. Có con hoa ra rồi. Hoa ra rồi. Sao? Không khỏe quá. Không chịu được. Lưới này hơi bé so với nó. Nói chung mè hoa là đội là cứ phải làm một vồ đi theo. Đập. Nói chung là lên cái ngoài lên nước nó là đập phát. Vì hắn to quá, nghiến rất khỏe. Vâng. Ngon rồi. Một lưới làm cái thùng. Cái mẻ nó không thua mình có chan nhé. Cái này lên làm luôn. Chua hay là dưa chua? Dưa thì không bằng, không ngon bằng. Bằng chua mới ngon. Con này ra rồi. Bỏ thùng kia. Chúng mình. Thùng này kéo vào thùng vào, anh bê con cá lên là ra mất. Kéo vào thùng vào. Anh nhét thùng cá vào. Ui giời. Để luôn lưới đó thôi. Đấy, nắp. Rồi. Nắp đấy. Về 4 cân. Bà con đấy, sắp hết cái gì rồi. Bà con đang đợi cá đấy. Cá sắp về rồi nhá. Chú Thơm ơi, cá mè to lắm chú Thơm ơi. 5-6 cân nữa. Khách hàng không đợi được nữa, về đi mua thịt lợn ăn. Thượng đế đói quá, phải về đi mua thịt lợn. Đến giờ câu rồi. 11 giờ
Hôm nay mình thả hơi muộn. Ừ, còn này còn trắm. Con. Ui, được rồi, con mè. Hôm nay là toàn con to nhá. Hôm nay con to hơn hôm qua. To là không chớ. Ngon mấy con. Có ăn mè là mè. Bay. Con này không thấy được trôi được đấy nhỉ? Được mỗi mè. Toàn mè thôi các. Bốn con. To kìa. Một con vược. Vược cũng dính nhá. Đàn luôn. Ra một con. Được nó nha. Khả năng là kiểu giếng lôi được cái lưỡi câu của mình lên một con. Con hoa kìa, con hoa kìa. Con hoa to lắm. Cố gắng giữ lấy anh, cố gắng giữ lấy. Hình như ra mất rồi, ra rồi. Lưới này bé quá. Trời ơi, không bắt được. Cái này chắc phải đặt lưới to hơn. Đang còn mà. Còn không? Ra rồi, ra rồi. Trời ơi. To thật. 7-8 cân. Tầm gần yến á, loại nữa. Tiếp thật. Em đặt lưới to nhưng mà không còn nữa, phải lấy lưới bé. À, mua lưới to mà không có. Đoạn đấy phải cần 8 đổ lên. Đầy lưới. Ôi, trong bờ toàn vược đúng không? Chứng tỏ là vược ở trong bờ đúng không? Vược nó ở gần bờ. Vược nó đi săn mồi. Còn vược một con trường giang. Cái một tay lưới, cái số cá này có bằng cân nặng của chú không? Hơn chú ạ. Chú đã bị 5-6 cân. Tốt rồi. Chắc là tay lưới kia nữa. Các mẹ theo là vào đi tận bờ đó. Chạy theo lưỡi. Ôi trời. Ra. Để mắc. Mắc xem ra. Đấy, là một thùng rồi đấy. Vào đi. Một thùng xong, một thùng. Ôi giời nặng thế. Quá chặt. 40 cân rồi. Gần bằng cân nặng em. Bắt lên tạ để bỏ dần vào trong lồng rồi. Đi lên trên. Cháu ơi, cho mượn cái sào cho chúng. Cái lúc mà nhà mình họ lên họ chờ đến bờ á, mình chưa kịp thả lưới á. Ấy luôn lấy bên kia hả? Vâng. Lấy luôn đấy. Chứ không là nhiều khi các bác lên hỏi mua để mà anh em nó thả lưới thế đói bụng quá nản nó đi về mất. Về hết rồi. Khách hàng à kìa, thượng đế bỏ về. Về hết rồi. Không chịu được, người dân lao động á, đi làm quần quật đi cả ngày anh đói chịu cho nổi. Như đội em đây bình thường đi rừng ói meo đi phải ăn sớm. Con này con to. Đợt đây được con to hơn hôm qua. Con này to đó, lưới này to hơn. Trong tiếc nhỉ. Là tí chứ mình. Hai con mè hoa mà không chụp được con nào. Không ngang tí thôi. Lưới thứ hai. Xem nó có thủy quái gì không. Nó đùa nhưng mà em vẫn muốn là làm sao mà túm một con mè hoa lên nhá, nhìn sướng thật ạ. Anh đã xem con nó to. Hồi nãy là mấy con nhỉ? Hồi nãy là chính hai con thôi. Hai con mà ra mất. Nó to quá. Xùi thật. Ôi da. Trời ơi, tuyệt. Mất cân bằng rồi. Ui giời. Đấy, đấy con gì đó. Ui, đây rồi, anh em ơi, con mè hoa luôn, vừa nhắc luôn. Đấy, để luôn à. Ui da. Ông làm thế thì cũng mà cẩn thận vào cái bè kìa, hút vào cái bè nhá mày, cẩn thận hút vào cái bè. Ra vừa rồi, ôi con ui, con. Máu thật, ui, từ. Ôi,
con này, cầm cái này, thả ra, im đi, nào, ôi, xong, là con đắc rồi, đây là từ nhẹ, thả nhẹ, nhẹ nhàng thôi, đấy, chưa, ôi cẩn thận rối cái lưới, anh nắm túm cái đầu lưới cho anh Tư đi, đầu lưới đây, túm đầu lưới mất, đây, mất rồi, nhẹ nhàng, ôi, thả, cái này sâu đấy chứ, không, ô ra mất rồi, ô sao, cố gắng lên con mẹ hòa. Cái lưới này không chịu được. Không chịu được, lưới này bé quá. Thôi, lại quay lại. Chưa còn nữa. Trời ơi, vừa mới nhắc Tào Tháo đến luôn. Ngay trước mặt luôn mà. Giờ mình lấy con rối tùm tùm. Giờ từ từ thôi. Anh Năm nhảy qua đến nó giật mình. Anh Năm còn con nữa. Anh nhảy mạnh quá. Cái này trắng rồi. Trời ơi, không túm được lên. Ôm hai lần nhưng mà kiểu gì nó cũng dính, nhưng mà nó ở trên cái ô này thôi đấy. Lần sau từ từ để cho nó vào cái đầu cái vợt cái này. Cái ô này là có cơ hội anh em sẽ bắt được, bởi vì nó hẹp các bác. Từ cái bờ bên này này sang cái bờ bên này nó khoảng tầm 30m, 40m thôi. 30m thôi. Nên là kiểu gì cũng gặp thôi, cứ thả lưới đây là gặp. Đây anh Năm không lạnh đâu. Mà cái ô nước này, cái ngăn cái dòng này này là nó sâu, đang sâu lút người đúng không anh Năm? Đang sâu lút. Nên là chính cái này sâu. Ui con này mẹ trắng to dã man. To chưa? Rồi, con này 4-5 cân đấy. Ui. Ui, lúc này cho túm được con kia lên. Cả yến nhờ, loại đúng cả yến luôn. Con nó phải tầm hơn chục cân anh Năm ạ. Không đến đâu, tầm 6 cân đâu. 6 phải hơn đấy, 8-9 cân. 8-9 cân đấy. Em to dài đường ngoằng nữa mà. Hai con lúc đầu thì nói gì, hai con lúc đầu trên yến chắc là nhanh lớn nhỉ, các mẹ nhanh lớn thật. Anh ta em thấy anh Năm ôm hẳn vào người rồi. Ôm mà hắn lại bật lên, đập cái đuôi vào bụng á. Từ con to đến con nhỏ, từ loại này đến loại khác. Trời, nhiều lắm. Đây. Một hàng luôn. Mạnh thế. Mình túm căng bên đầu bên này là nó dễ bung lưới rách. Nới mà. Nó chạy đầu mình nới tay đấy. Cái lưới này nó bởi lưới kia. Xong lại có gầm bè nữa ra chán rồi, chán rồi. Đây hai con này nó dính lâu dễ bắt, nó dính nó khỏe lắm. Hết cơ hội gặp mẹ hoa này, chắc phải thả lưới sau. Con này bé tí nhỉ. Con này bị làm sao vậy? Còng hết đuôi. Còng lớn này. Nói chung là em hiểu. Là cá mà bị còng nha, mà rất nhiều con bị còng. Ôi con mẹ kia to. Em hiểu là nó bị cái gì mà nhưng mà các bạn là không nói. Hiểu lâu nay đấy chứ. Vì sao mà còng? Không nói, không muốn nói. À đây rồi, này hoa đây rồi. Ngay sát bờ luôn. Kia kìa. Nằm được kìa. Ờ đây con luôn đây kìa. Từ từ, đừng từ anh Năm ơi. Từ từ để vào bão đó. Chim. Anh Năm ơi. Lùi. Từ từ thôi. À bên kia. Đây này, ngay trước mặt đây rồi này. Đưa đỡ cái vợt em để vớt con cá. Ngay trong bờ mà không bắt em nữa thì thôi nhanh Năm nhá. Đưa cái vợt em bắt con cá. Từ từ. Đèn ra. Nhìn cái đầu nó to, nhìn như cái đầu gối ạ. Từ, cho cái vợt à, cho cái đầu nó vào cái vợt đấy. Từ từ thôi, nhẹ nhàng thôi. Đây đưa vợt đây. Thử thế nhá. Rất là kịch tính luôn các bác ạ. Từ từ thôi, cứ nâng hai con nhá, nhưng con này không to lắm. Từ từ để em vòng cái lưới này lên. Nó vàng là anh Tư phải thả từ cái lưới. Ép vào bờ, anh kéo cả lưới này ép nó vào bờ đấy. Từ cho cái đầu nó vào cái vợt đó.
xong rồi. Đuổi vào gốc rồi, vào gốc rồi, anh đuổi đây vào gốc rồi. Vào vào gốc rồi mất luôn này. Chưa đâu. Nó lên trên bờ luôn. Căng anh thả đi, anh thả, anh Năm ơi, thả cái đầu kia ra. Lên em mở cái bên cục đá cái đầu kia, mở trên bờ. Mở cái cục đá kia ra đi. Mở cái đầu trên bờ đi. Là nó căng là đứt. Mở cho nó trùng ra. Đấy. Đấy, đúng rồi, cho trùng ra, quấn cho nhiều vòng lên. Đây rồi, đây rồi. Rồi, ok. Anh gỡ cái lưới dưới. Mắc lưới dính lưới. Đây rồi. Được rồi. Chạy lên quấn. Con này là tôm 8 đến 10 cân. Không được đâu chú ạ. Con này nhỏ 6 cân thôi. Con này bé. Con này hơi bé. Anh cho hết cái lưới lên đấy. Con này nhỏ hơn. Con này nhỏ hơn mấy con hồi nãy mà. Ừ. Rồi, cho hết vào lưới vào luôn nhá. Cho hết lưới vào. Nhưng mà ít nhất là cũng phải bắt được con nó khỏe thật đấy chứ. Rồi, rồi. Anh đẩy cái thùng vào trong giữa kìa, chắc ăn kìa. Đây, để em khoanh nào. Đây, đi. Rồi, nhìn đi. Em lên. Tử nha. Có cần em túng tay không? Cứ đẩy cái bè anh Năm lên đi, anh Năm lên đón cho anh Tư. Không, để sát vào bờ. Không đón là mất đấy. Không, không mất được. Đấy, phải em lên được, phải em lên được bè. Rồi. Rồi, rồi. Con này không to lắm. Con này không to lắm. Cũng tầm 6 cân rồi. Nó 7 cân gì đấy. Sát vào tí. Rồi. Thử nhanh, cho cái sạp xuống lại anh. 3 cân rồi anh. Lên ạ. Vâng, vâng. 3 cân có luôn. 3, 4, 2, 3, 4, 5 có cả. Lên chưa? Lên 1, 2 thùng rồi. Này lên. Bên này nặng hơn. Khi hạ bò là chưa đây ngồi à, cá mè nó ăn nổi nhỉ, đánh là toàn được cá mè. Ở bên kia anh buộc chưa? Cho cá mè đi trước. Bây giờ là cái khâu ngồi gỡ này, gỡ xong bắt đầu lại mới gỡ lại lưới này. Bé như bé em. Con này đang bé thôi. Khá thôi. Chính xác là phải để em bé. Đầu to. Thiêng luôn cái thùng này vào em với anh Năm đi. Thiêng vào trong nó. Thả lấy luôn lên mà. Chính hiểu thêm. Con dưới đáy nó to nhất đây anh Năm. Con nào đây? Con dưới đáy ở dưới cái thùng đấy. Để mang cái kia cân. Anh Đạt lấy một cái mè to nhất hả? Ừ. Ngon. Mở hàng luôn cái lưới đi cho nó hoành tráng. Được khách chộp. Trên kia là anh ấy là trên kia là con 3 cân chúng mình ạ. Lần nữa con vâng. Lần nữa 3 cân. Con này 3 cân, con này nhỉ? 3 cân và 2 cân nhá. 3 cân với 2 cân, 2 con anh. 2 con. À vâng vâng. Thế vớt luôn con này. Vớt luôn đi, vớt luôn cho tươi. Cái vớt đâu nhỉ anh nhỉ? À bên kia chúng mình. Cái vớt bên ngoài chúng mình nhá. Vớt luôn đi, con này ngửa đây. Được đây, đưa cái vớt đây. Anh vớt luôn đi. Cứ đánh lên tới đâu các bác mua tới đấy này thì có cái gì đâu mà phải lo lắng. Có cái gì đâu mà phải lo lắng. Đấy cho xong. Lát đem về mấy chục cân, chị Huyền ở nhà có đơn mấy chục cân. Trên kia có cân chưa? Có rồi. Có đủ đấy. Chứng tỏ mình làm không bằng anh em sông nước, người ta gỡ lưới nhanh lắm. Đợt trước thì đội em thợ rừng á. đợt trước bọn anh đi dưới sông Mực một cái mùa nước đợt trước, đội gỡ cá mè màu lắm. Cứ cầm cái đùi gồ này to nhỏ chỉ là bụp xa hết, gỡ luôn dưới nước. Thì bây giờ đội em mà không đi rừng lấy một năm đi sông thôi, năm sau anh quay lên đây là thấy nó khác hẳn luôn. Với lại người ta đánh là người ta xử lý luôn, đập phát bỏ ăn thuyền luôn, không cần tráng tiếc gì cả. Sang. Bỏ nó vào đây lên luôn, cân luôn cho. Nhưng mà đội gỡ cá cho đấy ngon như thế nhưng mà lên đi leo cây đội em là lại không leo rồi đó. Được chưa? Được rồi. Hai con này được đấy chứ. Vâng. Lấy con của anh luôn đi. Hả? Thôi anh Đạt từ từ, anh Đạt từ từ. Đường nào cá của anh đang bên kia nữa mà. Mấy vòng luôn. Tôi chưa có gì ạ? Bao nhiêu? To này này. Tôi bao nhiêu? Con này to nhất này. Một cân thì dưới này nó còn một con. Con đây anh lấy hả? Ừ. Để vào thùng xúc. Tôi để buổi chiều bọn cháu kéo cái lưới khác xem có được không? Lưới này toàn mè thôi. Để chưa mang lên đây về nấu ăn coi. Vâng, đây cháu mang luôn đây. Đấy, có xếp đi ship hẳn. Mình có mỗi cái việc chèo này mà còn đang chưa chèo được cái này. Đó. Chưa quen tay lắm. Cứ hai tay đều nhau là được. Con này nó bị cong đuôi, nếu mà nuôi 2 năm nữa thì thịt rất là chắc. Con đấy bị cong đuôi đấy. Nếu mà các bác
các bác mà cũng hay đi câu đi kéo cũng làm hồ là các bác sẽ hiểu là tại sao nó lại cong đuôi. Biết thì biết thế thôi, nhiều khi câu chuyện là biết thì để thế thôi. Nhiều khi là cũng chán lắm. Để cho chú Đạt nhá. Giờ phải đem lưỡi lên gỡ bằng lưỡi cái kia. Chính cá mè thế mà lại sống đẹp nhá, ngửa ngửa lát nó lại bơi, đó, đấy lại bơi nhá. Cá mè nó vẫn khỏe đấy. Cái mè hôm qua là không hề chết con nào luôn mà, đẹp luôn các bác. Tí nó hồi lại, nhanh lắm. Hồi bơi hết luôn đấy, cả cái lồng không có con nào nữa hết, bơi đẹp luôn. Rồi, giờ anh em bắt một ít đem về chị Huyền gửi. Nhưng mà toàn cá mè thôi, mà đơn thì các bác đặt toàn cá chấm thôi chứ. Cá chấm thì giờ phải kéo dòng này chứ, anh em đánh được. Cá dòng là không có cá chấm đâu. Để chiều đi thuê cái lưới, lưới cái dùng, lưới quét. Có con nằm ngoài đấy, chú hất ra vào đấy. Bắt lấy vài con đấy, chả cần nhiều nữa. Bắt vài con nữa. Rồi bắt lấy cái đôi trước mặt anh nữa thôi. Đơn toàn là cắt chấm với cái trôi mà đây toàn mè. Cứ đem về đi hả? Đó. Cứ đem về nhà. Đem về nhà bán được không ạ nhỉ? Chứ còn trên đây... Trên đây mình đang ăn trầm chiều. Kéo thì mình kéo thêm, trên đây kéo mình bắt liên tục mà. Trên đây thả xuống chứ là được thôi. Thế đem cho em đem về đấy tầm 4-5 yến được. Dạ. Đấy hết luôn. Không, mà vừa thôi. Thế rồi anh nào ạ? Được rồi đấy anh nào. Thả à, con chấm rồi chứ. Đến chấm được, bắt luôn chấm đi anh. Chấm bỏ đi. Còn con chấm nào, còn con trôi không anh? Còn chấm đâu, bắt bên kia con lấy. Bắt luôn chấm được. Bắt bên kia để cho con. Con mè hoa nếu mà không có bác nào lấy thì ta còn con trôi bé bé thì 50 phút luôn vào đấy. Đúng là con vượt là sửa đau. Hôm qua đánh được một phát vào hai ngón tay rồi. Ôi. Mắc luôn rồi nhỉ. Con trôi đây lại đó, trước mặt anh nhé. Con trôi dưới chân anh nhé. Đấy là được rồi. Cần. Rồi, được chưa? Nó còn con chấm nữa. Thế rồi. Con... Cầm ở dưới kéo chứ. Cầm ở dưới, cầm dưới. Thế rồi. Chỗ gần tay chứ. Nắp, được cái nắp đây. Anh đang dạy nắp đây. Tôi con mèo chưa ngửa kìa. À thôi được. 1, 2, 3 Cần câu. Để lên. Vợ chồng Hòa lấm lem. Oh. Từ từ nhá. Từ từ. 3,5 thôi. 3 gần 3. Mới được mè thôi. Đó là 3. Đâu 3 cân. 3 cân rưỡi. Tính đó 1 cân rưỡi đi. Số đâu anh? Cái số tao tao gì nhỉ? Số 5 tao. Số 5 tao. Đấy. Rồi, mấy thành không con lúc nãy là bao nhiêu nhá, chú Đạt nhá. Chiều về đánh nhá. Chiều mấy giờ? Nay là 5 cân rưỡi. Mấy giờ đánh? Bút được 5 cân. Anh tính 5 cân. Cân à? Dễ áo rồi. Dạ, áo à? Chiều mấy giờ thì nó chiều phải tầm mát mát chị ạ. Bây giờ đang oi, trời khó chịu quá. Chiều nó. Có anh Thành. Chính đi là cá to đang ở dưới áo. Dạ. Cá to toàn nằm trên video thôi cậu ạ. Không, nó đang ở dưới đây chứ. 2-3 cân, có con 4 to, cân là to. Chắc to mà. Đó, bắt con to hơn á. Thoải mái, gạo bên đây. Nhưng mà nấu chưa? 26. Rồi lấy cho con đây nữa. Nấu chứ còn cái gì chưa nấu. Mình lấy 2 con à? Ai là con trôn. Ui, láo trôn. Cũng tầm tầm đó cả. Cho con đây này. Thú mi chê mà. 26 à? Thầy tưởng là đứa bé nó chui. Được thì em lại đăng lên trên đấy á, trên fanpage ở rừng á. Nếu mà anh theo dõi thì cứ xem nếu nó lên đấy. Em phải tìm xem con nào to nhất. Còn
Đây này, còn cá vừa của anh Đạt câu được cái sướng này. Câu được hay đang anh? Câu được đó. Anh Đạt anh câu được đó hả? Ngày... anh em mình cày mấy ngày hôm nay không thèm dính luôn, anh Đạt anh lên anh vô phát được con vượt này, sướng không? Phải biết câu cơ. Phải nấu hơn 5 cân. Sướng chưa? Đấy có cân đây mà. Ừ, đặt lên cân luôn chưa? Đặt lên cân luôn chưa? Hơn 5 cân chắc chắn. Đưa hai con mèo ngay. Hả? Đưa hai con mèo. Đặt lên xem anh nhá. Đưa người đi. Trời ơi, nhìn sướng thật. Đó, mà anh em mình câu mấy ngày cũng được. Phải biết câu cơ. Wow. Sướng chưa? Đặt lên cân đó. Bao nhiêu? 5 cân, 4 cân. 4 cân. 4 cân dưới, 4 cân dưới, 4 cân dưới. Chưa đây 4 cân. Chắc chắn hơn 5 cân. Thử cá hòa đó. Hơn 5 cân, 5 cân. 5 cân, 5 cân 4. 5 cân 4. Bỏ thử cân trên tên rồi. Bà sao đoán chuẩn thế? Bà sao đoán chuẩn thế? Bỏ thử cân bên kia là kìa không thế? À không thế, anh bỏ cái cân nhưng gần gần bờ ao đó. 5 cân rưỡi. Ngon lành. Ở trong bên Nam thì nhẹ lắm, bông con to đung. Nhìn nhìn nó mỏng mỏng ấy, mỏng hơn. Mỏng, cá này nó dày lắm. Cá này dày. Đúng nhờ các bác nhờ. Mấy anh em câu mấy ngày không được này. Này như lên anh làm mấy đường để dính được con vượt. Ngành lớn lắm loại vượt. Cá chim ạ nhờ. Ăn tạp ấy. Rồi giờ em đem ít cá về cho chị Huyền đi gửi đơn quanh quanh ở thị trấn. Anh em lại hẹn gặp lại các bác video sau. Hôm sau chú nó buồn hà em về cho chú chị. Cái nhiều cực kỳ luôn. Nhiều nào còn. Nhưng mà hôm nay sáng nay chỉ đi câu chứ đi câu. Cái chuối anh Thành. Cái chuối anh. Chuối dậy. Cái chuối để chiều em câu, chiều em đem về cho. Sáng mai có. Anh cần thì sáng mai em đem về. Muốn ăn chiều này. Chiều nay nướng chứ. Cái này thì Đạt đánh câu từ sáng giờ để cho anh. Chiều mấy giờ? Anh Tư, anh Tư, anh thủ câu cho anh Thành hai con cá chuối. Hai con thì đơn giản thôi. Cá chuối này, đạn đấy, đặt lấy cá chuối à.